Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cà mau vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Lùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này trước đó tự xưng là thượng úy công an. Điều tra ban đầu, Lùng sinh năm 1989, ngụ tại thành phố cà mau, tỉnh cà mau, tự giới thiệu là thượng úy Phạm Kim Liên đang công tác tại Công an tỉnh cà mau để tạo lòng tin cho người dân và khi được sự tin tưởng của người dân. Lùng bịa ra chuyện đang kẹt vốn kinh doanh để vay mượn 1,1 tỷ đồng của các nạn nhân, sau đó chiếm đoạt số tiền. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Lùng khai nhận đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khám xét nơi ở của Lùng, công an thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ án. Vụ việc hiện đang được quan chức năng điều tra làm rõ.